Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Thế Giới và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020. Trước hết, cảm ơn tất cả khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn nhanh chóng đi vào phần tin tức. Đầu tiên là bản tin từ Mexico. Tổng thống của Mexico là ông Andrés Manuel López Obrador là người đã lên tiếng cho biết ông có thể cho dẫn độ người tiền nhiệm của ông là cựu tổng thống Felipe Calderón về Hoa Kỳ nếu như Washington yêu cầu. Đây là trong cuộc phỏng vấn mới nhất vào ngày hôm qua thứ ba. Đáp lại câu hỏi với tờ báo có tên là La Jornada, thì ông López Obrador, một nhân vật cực tả, cho biết rằng ông không giải thích làm sao dẫn độ theo yêu cầu đối với ông Calderón là cựu tổng thống của Mexico, một nhân vật đối thủ mà ông ta từng tố cáo rằng đã cướp đi cái quyền tổng thống của ông ta từ năm 2006. Chính quyền của ông Calderón ở Mexico là lãnh đạo của Mexico từ năm 2006 tới năm 2012 và được biết là một trong những cái chính quyền mà có một cái thái độ cứng rắn với lại lực lượng gọi là lực lượng ma túy ở tại đây, và ông đã sử dụng tất cả quân đội để trấn áp tất cả những cái vụ mà buôn ma túy và các tổ chức ma túy. Trong khi đó thì ông López Obrador đã lên tiếng và đã nói rằng là chế độ của ông Calderón đã có sự tham nhũng, sau khi mà cái nhân vật được xem là bộ trưởng an ninh của ông Calderón là ông Genaro García Luna đã bị bắt giữ tại Texas vào năm ngoái khi mà bị tình nghi là nhận hàng triệu Mỹ Kim trong cái tiền hối lộ để hỗ trợ cho các cái tổ chức ma túy mà ông ta có trách nhiệm là phải bắt giữ. Ông García Luna đã bác bỏ, cho rằng là ông đã nhận tất cả những mối tiền hối lộ từ những tay trùm ma túy ở tiểu bang Sinaloa, trong đó gồm có cả El Chapo Guzman. Tuy nhiên, ông López Obrador đã nói rằng trường hợp này và vụ án này là một cái nạn tham nhũng lớn nhất trong chế độ cũ và cái chế độ trước đây của ông. Sau khi mà đưa ra cái việc mà bắt giữ ông García Luna, thì phía tờ báo này hỏi rằng có thể nào dẫn độ vị cựu tổng thống về Hoa Kỳ hay không, thì ông Obrador cho biết ông có thể cho phép dẫn độ ông Calderón về Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ có lời yêu cầu. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Mexico. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ cho biết là chiếc tàu dầu mà của Iran chở qua Venezuela bị Hoa Kỳ tịch thu hồi tháng trước, hiện nay đang được đưa tới Texas, và hai chiếc tàu dầu này đã sẽ đến trong vài ngày tới, một phần trong nỗ lực của Washington để ngăn chặn tất cả các cái cuộc trao đổi mậu dịch và dầu khí giữa chính quyền của Caracas và Tehran, theo tường trình của một số những cái thông tin tại Texas. Vào tháng 8 thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là 1.2 triệu thùng dầu thô từ Iran chở tới Venezuela đã bị lực lượng của Hoa Kỳ chặn ở tại biển này, và bây giờ họ đã tịch thu những cái loại những chiếc tàu dầu này, và đây là được xem là một trong những chiếc tàu dầu lớn cắm cờ của gọi là Liberia và đã đến Texas trong vòng 24 giờ nữa theo nguồn tin cho biết. Và đây là một trong những cái chiếc tàu dầu mà Hoa Kỳ cho rằng đã vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Và chiếc tàu thứ hai thì cắm cờ của Singapore đã bị bắt giữ vào hôm 19 tây và sẽ đến Houston vào ngày 19 tây. Đó là theo tường trình của các báo chí địa phương. Việc bắt giữ này là trong nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc trao đổi mà Hoa Kỳ xem là bất hợp pháp giữa chính quyền Caracas và chính quyền của Tehran. Trong năm nay, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gia tăng áp lực với Iran và Venezuela để mà có hàng loạt những lệnh cấm vận, bao gồm luôn cả vấn đề dầu khí đối với hai quốc gia này, nhằm ngăn chặn các quốc gia này có những cái ảnh hưởng nguy hiểm mà ông cho rằng đang đe dọa tới khu vực và đe dọa tới quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì Đảng Cộng hòa kiểm soát các cái ủy ban tại Hạ viện vẫn tại Thượng viện vẫn có thể tiếp tục mở ra những cuộc họp báo mỗi ngày trong vấn đề an ninh. Giữa lúc mà chính quyền Tổng thống Trump nói với Quốc hội vào cuối tháng trước rằng là sẽ không có chuyện mà họp báo trong cái vấn đề ủy ban giám sát tình báo đặc trách về vấn đề ngoại quốc xen vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì phía Thượng viện cho biết họ vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với lại các giới chức tình báo. Vào ngày 1 tây tháng 9 vừa qua thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio được xem là quyền chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện nói với tờ báo ở tại Florida rằng ông tin rằng các đồng nghiệp của ông sẽ tiếp tục có những cuộc họp báo và có những cuộc nói chuyện và
thẩm vấn đối với các cộng đồng tình báo về những cái cuộc đe dọa liên quan tới bầu cử. Quan hệ giữa quốc hội và cái cộng đồng tình báo vẫn đang nằm trong cơn khủng hoảng. Ông Rubio cho biết, câu trả lời là tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với tất cả các giới chức của tình báo và nó không có cái gì gọi là vi phạm luật pháp cả. Ông cho biết rằng là Tổng thống Trump thời gian gần đây đã bổ nhiệm cái người đứng đầu của cơ quan tình báo quốc gia là John Ratcliffe, người trước đây là một dân biểu quốc hội thuộc đảng Cộng Hòa, và nói rằng là cái ủy ban tình báo của Hạ viện đã xác nhận rằng ông sẽ không có mở thêm tất cả những cái cuộc họp báo cần thiết nhắm vào các cái thông tin tình báo để cung cấp cho quốc hội. Tuy nhiên thì trong cái lá thư gửi ra ngày 28 tây tháng 8 vừa qua, ông nói rằng là vì vấn đề tế nhị của cái cộng đồng tình báo và ông không cung cấp và không tiết lộ những thông tin tình báo cần thiết cho quốc hội, trong đó gồm cả lưỡng viện, hạ viện lẫn thượng viện. Tuy nhiên thì ông Rubio là chủ tịch của ủy ban tình báo thượng viện cho biết ông vẫn tiếp tục làm việc với cộng đồng tình báo để có được những thông tin tình báo cần thiết đe dọa tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ từ cái cơ quan bảo mật về dữ liệu tình báo. Và ông nói rằng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với họ mặc dù rằng sẽ không có cuộc họp báo và công khai điều trần. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình nội chính tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela là Guaido vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực với Maduro. Bản tin từ Caracas cho biết là nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela là ông Juan Guaido hôm thứ Hai đã loan báo một cái chính sách mới đã được ủng hộ bởi một cái liên minh các đảng phái kêu gọi gia tăng áp lực đối với ông Nicolas Maduro. Và trong đó thì trước cái cuộc bầu cử của quốc hội diễn ra vào tháng 12, hầu hết tất cả các đảng đối lập cho rằng họ sẽ không có tham gia vào cái vòng đối thoại, vòng cái vòng bỏ phiếu kế tiếp sau khi mà chính quyền của ông Nicolas Maduro đã trực tiếp xen vào cái ủy ban bầu cử và chỉ thị cho ủy ban bầu cử đặt ra những cái quy tắc bầu cử. Điều này cho thấy rằng là sẽ xảy ra tình trạng gian lận bầu cử từ chế độ của Maduro và đảng đối lập cũng như là các cái đảng phái khác cũng đã liên minh với nhau và đồng loạt tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 sắp tới do Maduro sắp xếp. Việc này ông Juan Guaido đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ, là nên gia tăng áp lực với chế độ của Maduro. Và trong đó thì ông nói rằng là phía Hoa Kỳ cần làm nhiều hơn nữa và cộng đồng quốc tế cần làm nhiều hơn nữa cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng ở tại Venezuela, nơi mà đang bị đe dọa bởi cái chế độ của Maduro. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái tình hình biến động tại Venezuela, nơi mà nhà độc tài xã hội chủ nghĩa Maduro vẫn đang kiểm soát quyền lực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ sau khi mà có một nhà lập pháp của Na Uy chính thức đề cử Tổng thống Trump vào giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Trump đã lên tiếng cảm ơn nhà lập pháp này. Bản tin mới nhất cho biết là Tổng thống Trump trong ngày thứ Tư hôm nay nói rằng việc mà ông được đề cử bởi một nhân vật cánh hữu, chính trị cánh hữu của Na Uy là ông cảm ơn rất là nhiều khi mà ông được đề cử vào giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Thank you. Đó là cái lời cảm ơn của ông, một trong những cái tweet mà ông đã tweet về vấn đề mà ông được đề cử trong cái giải này, trong cái nỗ lực khi mà ông đã có công để mà nối kết lại cái việc bình thường hóa và các mối quan hệ ngoại giao giữa chính quyền của Do Thái, tức là Israel, cùng với lại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là UAE. Member, tức là cái người mà nhà lập pháp này có cái tên là Kristen Tybrinchek, nói rằng ông đề cử ông Tổng thống Trump vào trong cái giải Nobel Hòa Bình vì nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc mà giải quyết cái vấn đề hòa bình ở Trung Đông, đặc biệt là cái sự thành công khi mà có sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ông hy vọng rằng các quốc gia Ả Rập khác cũng sẽ theo chân của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thừa nhận cái vai trò một quốc gia độc lập của Do Thái ngay tại khu vực Ả Rập. Cho tới giờ phút này, ngoại trừ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra, thì hai quốc gia đã thừa nhận sự độc lập của Do Thái là Ai Cập và Jordan. Hai quốc gia này đã từng tham gia vào cuộc chiến với Do Thái năm 1967 và bị Do Thái đánh bại, và sau đó họ đã bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao. Và kể từ đó đến nay, chưa có một quốc gia nào trong khối Ả Rập đã bình thường hóa các mối quan hệ với Do Thái. Và đây là lần mới nhất với Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và điều này đã dẫn tới việc mà Tổng thống Trump đã cảm ơn nhà lập pháp của Na Uy khi mà đề cử ông vào giải Nobel Hòa Bình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của
Tổng thống Trump, và cũng liên quan tới Tổng thống Trump ngày hôm nay, Kamala Harris sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Đó là lời khẳng định của Tổng thống Trump. Sau khi mà bắt đầu bước vào cái chiến dịch tái tranh cử, thì Tổng thống Trump nói với lại các ủng hộ viên của ông ở tại North Carolina vào ngày thứ ba vừa qua là bà Kamala Harris, người của đảng Dân Chủ, sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Các người mà ủng hộ Tổng thống Trump đã tụ tập rất đông đảo ở bên ngoài cái khu vực ở phi trường Winston-Salem, nơi mà Tổng thống Trump đã có cái cuộc rally, và trong đó ông nói rằng Kamala Harris không thể nào sẽ trở thành một nữ tổng thống mà là nữ tổng thống da màu đầu tiên ở Hoa Kỳ. Người dân không thích cô ta, không có ai thích cô ta cả, và cô ta sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống đầu tiên. Cô ta sẽ không bao giờ, và điều này là đó sẽ là một cái kết quả cho đất nước của chúng ta. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và trong cái lời phát biểu của cái buổi rally này, Tổng thống Trump nói rằng là bà Kamala Harris đã có những cái hoạt động rất là thiếu hụt và rất là tiêu cực trong đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Và bà ta là một người được xem là đã tương tự có một cái khuynh hướng giống như là Bernie Sanders. Tức là ông bà này cũng có cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa giống như là Bernie Sanders. Quý vị đã biết là giữa Bernie và Kamala, ông đã nói như trên, và họ đều có một cái giống nhau, và họ đang muốn biến cả nước Mỹ giống như là California, được kiểm soát toàn bộ bởi đảng Dân Chủ. Đây là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất mà Tổng thống Trump đã đưa ra với Kamala Harris trong cuộc rally vào ngày hôm qua. Và đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, lực lượng công quân Hoa Kỳ đã trao một cái hợp đồng trị giá 13.3 tỷ Mỹ Kim cho việc phát triển các cái hỏa tiễn nguyên tử. Lực lượng công quân Hoa Kỳ ngày thứ ba đã trao một cái hợp đồng trị giá 13.3 tỷ Mỹ Kim cho một cái việc mà phát triển và thay thế các cái hệ thống hỏa tiễn của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái hệ thống đặt nằm trong một phần trong cái lực lượng nguyên tử của Hoa Kỳ. Việc này đã dẫn tới việc mà phía Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích, và nếu mà trong ông Joe Biden đã không cho biết là ông ta có ủng hộ cái này hay không. Nhưng đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy là Hoa Kỳ tiếp tục vẫn gia tăng cái mạng lưới quốc phòng của mình, và phía Ngũ Giác Đài cho biết rằng là sẽ giao lại cho lực lượng không quân quản trị tất cả các cái dự án liên quan tới việc chế tạo các hỏa tiễn mang theo đầu đạn nguyên tử. Và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gia tăng rất mạnh sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, và điều này không có nghĩa rằng là ông sẽ phải khai triển tất cả những cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng việc mà gia tăng cái lực lượng quốc phòng của mình có thể sẽ giúp cho Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn trên cộng đồng quốc tế, và cần phải hiện đại hóa tất cả quân đội. Và cái hợp đồng này đã được trao cho công ty quốc phòng là Northrop Grumman, là một cái dự án rất lớn, và dự tính sẽ chi tới có thể lên tới là ít nhất là 85 tỷ Mỹ Kim. Và Northrop Grumman cho biết là hợp đồng này sẽ bao gồm 8 năm làm việc với lại ở cái căn cứ của họ và cái công xưởng của họ tại Utah và một số tiểu bang khác bao gồm cả Alabama, Nebraska, Colorado, California, Arizona và Maryland. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã đưa ra cái lời tuyên bố này sau khi mà quyết định hiện đại hóa tất cả cái lực lượng nguyên tử của Hoa Kỳ là điều kiện hàng đầu trong cái vấn đề quốc phòng của quốc gia. Và điều này cho thấy rằng Hoa Kỳ sau khi hủy bỏ cái hiệp ước với Nga, và Hoa Kỳ đã quay trở lại trong việc mà gia tăng sản xuất quốc phòng để đối phó với tình trạng mới hiện nay, đặc biệt là cái sự âm thầm phát triển kỹ nghệ quốc phòng của Trung Quốc. Bản tin cho biết là các cái hệ thống này sẽ được đặt ở dưới các cái underground, tức là dưới mặt đất, và nó sẽ được thực hiện ở các cái khu vực của các tiểu bang gồm có North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado và Nebraska. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì trên 300 nhóm đã thúc đẩy cái việc mà phải có sự trừng phạt với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề vi phạm nhân quyền. Bản tin từ Geneva cho biết, ít nhất có 300 tổ chức dân sự, bao gồm luôn cả tổ chức Human Rights Watch, Amnesty International và International Service for Human Rights, đã lên tiếng thúc giục Liên Hiệp Quốc là phải gia tăng cái việc mà giám sát về những tình trạng vi phạm nhân quyền của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong một lá thư mở rộng được công bố vào ngày hôm nay thứ Tư, nhóm này nói rằng họ tìm cách phải có sự trừng phạt đối với lại Trung Quốc trong vấn đề của Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương. Trong đó là có những cái vấn đề bao gồm cả kiểm duyệt, gây tổn thương cho môi trường và nhắm vào cái quyền lợi của tất cả những người dân. Họ kêu gọi là phải có một cái
tổ chức một cái cơ cấu độc lập của quốc tế nhằm nhắm vào tất cả những cái vi phạm nhân quyền của Trung Quốc trong thời gian gần đây, và gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh trong việc mà họ đã tìm cách cản trở và vi phạm vào cái quyền tự trị của người Hồng Kông, và đặc biệt là cái trung tâm giam giữ, tức là những cái trại cải tạo lao động tại Tân Cương, nơi mà có cả triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ. 300 tổ chức này đã đồng loạt ký tên trong cái lá thư đó gửi cho Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên thì bây giờ chưa biết được cái cơ chế này sẽ đối phó như thế nào, khi mà cơ chế này đang bị thao túng rất trầm trọng bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình Trung Quốc đang bị đối diện với các cái áp lực về nhân quyền. Trong khi đó thì các quốc gia thuộc khối Á Châu đang nhóm họp online để thảo luận về vấn đề của con siêu vi khuẩn Vũ Hán, vấn đề của Biển Đông và căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, giới chức ngoại giao của họ đã có một cái cuộc họp thường niên đối thoại qua màn hình video vào ngày hôm nay thứ Tư để mà thảo luận về tất cả những cơn khủng hoảng đang diễn ra, bao gồm việc đối phó với con siêu vi khuẩn Vũ Hán, sự gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và sự gia tăng đối lập giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là khối ASEAN, các bộ trưởng đã nhóm họp và nó vốn đã bị trì hoãn một tháng sau khi mà bị cái vấn đề của con siêu vi khuẩn Vũ Hán, và trong đó họ sẽ thảo luận về việc đối phó với con siêu vi khuẩn này. 10 quốc gia đã gặp gỡ cùng với một số những đối tác Tây phương của họ, bao gồm cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, để mà có thể có được một cái diễn đàn về an ninh ở khu vực. Ở trong đây thì cái diễn đàn này diễn ra là do phía nước chủ nhà là Việt Nam, thì trong đó thì Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng kêu gọi các cái quốc gia ở trong khu vực là phải gia tăng cái áp lực mạnh mẽ lên cái vấn đề mà đối phó với con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Bên cạnh đó thì việc này cũng đang diễn ra và quốc tế cũng đang chú ý vào cái cuộc họp này của khối ASEAN, và để xem coi quan điểm của khối ASEAN như thế nào. Hiện nay thì phía khối ASEAN đang bị chia rẽ trầm trọng và đang bị phân hóa bởi Trung Quốc, sau khi mà Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn tài chính mềm và chiến dịch mà một vành đai một con đường để thao túng nhiều quốc gia trong khu vực, và nơi đây thì được xem là một trong những cái khu vực mà đang có cái những tranh chấp rất nóng bỏng trên Biển Đông. Riêng đối với con siêu vi khuẩn Vũ Hán thì theo báo cáo cho biết 245.000 người đã bị lây nhiễm tại Philippines, với trường hợp 4.000 người đã bị thiệt mạng, trong khi ở Lào thì báo cáo có 22 trường hợp mà thôi. Philippines và Indonesia được xem là có con số lây nhiễm cao nhất ở khu vực. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó, liên quan tới biên giới của Ấn Độ và Trung Quốc, bản tin hàng đầu cho biết là PLA đã gửi tất cả những oanh tạc cơ, tức là bomber của họ, tới biên giới của Ấn Độ nằm ở khu vực Tây Tạng. Trung Quốc đã khai triển các cái chiếc bomber, tức là những chiếc oanh tạc cơ của họ, tới khu vực biên giới với Ấn Độ và gia tăng thêm cái sự tiềm năng nguy cơ chiến tranh giữa hai quốc gia. Hình ảnh được công bố vào ngày thứ Ba bởi một cái mạng tài khoản xã hội của trung tâm chỉ huy của lực lượng PLA ở ngay tại Trung ương, tức là nó là Central Theater Commander, tức là trung tâm chỉ huy trung ương của lực lượng PLA. Ít nhất là 6 chiếc bomber Cyan X-6 đã có mặt, và chiếc Cyan Y-20 là cũng đã có mặt ở tại khu vực ở đồi núi vùng Tây Tạng. Các hình ảnh này đã được chia sẻ trên cái mạng Weibo, được xem là một trong những cái Twitter của Trung Quốc ở tại Trung Quốc, và họ cho thấy rằng là đã có thêm nhiều cái việc mà gia tăng cái lực lượng quân sự của Trung Quốc ở tại khu vực biên giới ở khu vực Tây Tạng, nơi gần biên giới tranh chấp với lại Ấn Độ. Nơi đây thì đang có một cái đường biên giới khá dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã có tranh chấp trong nhiều năm. Trong khi đó thì Ấn Độ cũng đã bắt đầu đưa cái lực lượng quân đội của họ tới đây và bắt đầu chở những hỏa tiễn địa đối không tới khu vực này để bắt đầu có những cái đối đầu với Trung Quốc. Nơi đây được xem là cái khu vực khá căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày hôm qua, phía Trung Quốc đã nổ súng ở trong cái cuộc tranh chấp tại biên giới. Mặc dù đó chỉ là nổ súng chỉ thiên, nhưng mà nó đã báo hiệu cho một cái cuộc xung đột rất lớn có thể bùng nổ bất cứ giờ phút nào ngay tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ấn Độ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, một người Philippines đã bị kết án tù chung thân sau khi mà có liên hệ tới cái chết của 8 ngư phụ của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết là một công dân Philippines, một ngư phụ, đã bị kết án tù chung thân vào ngày thứ Ba sau khi mà ông ta đã có hành động sát nhân đối với lại cái chết của 8 ngư phụ của Đài Loan ở trên một cái chiếc thuyền đánh cá. Từ cái quận Bình Đông, tòa án tại đây cho biết là ông Aurelio Avrafailis Fonda
đã nhận tội sát nhân và tội sát nhân cấp 1 với cái báo cáo của tòa án cho biết. Và ông này vốn là thuyền trưởng của chiếc tàu đánh cá, và ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những người ngư phủ ở trên đó. Vào ngày cái chuyện này xảy ra vào ngày 20 tây tháng 2 năm 2019, và xảy ra cách cái khu vực của cái đảo, cái bến cảng gọi là Lewis khoảng 1540 hải lý, thì đã có một cái cuộc đánh lộn ở trên tàu giữa khi mà cái người thuyền trưởng đã hậu thuẫn cho hai cái nhân viên ở trong cái tàu này, đã có những cái cuộc xung đột giữa các ngư phủ với nhau, và kết quả là đã có 24 người, bao gồm luôn cả 3 người Đài Loan, 10 người Philippines và 11 người Indonesia đã nhảy khỏi tàu và rời khỏi tàu, và sau đó thì họ đã bị chết trên biển. Và đây là một trong những cái vụ án được xem là nổi bật liên hệ tới các cái cuộc đánh cá chung hỗn hợp giữa các ngư phủ Philippines, Đài Loan và Indonesia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và bây giờ liên quan tới tình hình tại Việt Nam, đầu tiên hết vẫn là tàu ngư phủ của Việt Nam tiếp tục bị uy hiếp ở trên biển, và thay vì dùng chữ Trung Quốc họ lại tiếp tục dùng chữ tàu lạ. Một chiếc tàu câu mực ở Quảng Ngãi đã bị một chiếc tàu đâm chìm khiến cho hai ngư dân bị thương nặng và một người bị mất tích. Và việc đâm tàu này rõ ràng là xuất phát từ ngư phủ của Trung Quốc, nhưng báo Thanh Niên vẫn về vấn đề là tàu lạ và không dám lên tiếng nói rằng đây là tàu Trung Quốc. Bản viên này diễn ra ở tại ngày 9 tây tháng 9 vào khoảng 2 giờ ngày 9 tây tháng 9 ở cách cái đảo Phú Quý là khoảng 82 hải lý về phía đông bắc, và cách Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về phía đông bắc. Đó là một cái, và cái tàu này và đang chạy và đã bị tàu lạ đâm vào. Và bây giờ thì cái người chủ tàu là Bùi Văn Nghĩa cùng với trên tàu đang có 27 ngư phủ đang hành nghề thì đã bị đâm chìm. Đây là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra trên biển ở tại Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên, và bây giờ thì bước qua bản tin thứ hai. Tình trạng tiêu thụ ma túy tại Việt Nam đã gần bước tới cái mức cao nhất ở khu vực. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình Việt Nam. Đánh giá về tình trạng ma túy ở tại Việt Nam thì một trong những phó bí thư thường trực của cái gọi là thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có tên là Trần Lưu Quang, thì trong đó thì cho thấy rằng là cái mức độ mà mua ma túy và bán ma túy ở Việt Nam đã gia tăng rất nhiều trong thời gian gần đây, và gần như chuẩn bị đội sổ Việt Nam trở thành cái nơi tiêu thụ ma túy lớn nhất ở khu vực. Trong đó thì ông này nói rằng chưa bao giờ người ta mua ma túy một cách dễ dàng tại các vũ trường, quán bar hoặc là những cái beer club một cách dễ dàng như hiện nay. Đây là lời thú nhận của ông này trên cái việc mà tổng hợp, và đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp từ năm 2019 cho tới bây giờ. Thì các lực lượng công an của Việt Nam đã thu giữ, bắt giữ và tịch thu rất nhiều những trường hợp liên quan tới ma túy, và cho thấy Việt Nam đang là thị trường tiềm năng tiêu thụ lớn nhất về ma túy ở khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại có thêm cái chỉ thị mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đó là lời phát biểu của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, buộc tất cả các cán bộ đảng viên là phải đọc và làm theo báo đảng. Đó là một trong những cái tin mới nhất, và cho thấy rằng Đảng Cộng sản vẫn tìm cách kiểm soát tất cả các hệ thống trong xã hội. Tất cả các viên chức từ cấp xã, quận, huyện cho tới tỉnh và lên tới trung ương, tất cả những viên chức này đều là đảng viên Đảng Cộng sản, và họ phải làm theo chỉ thị của đảng. Và chỉ thị của đảng được đưa ra bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, và Ban Tuyên giáo Trung ương lại sử dụng báo chí truyền thông để mà định hướng tất cả các cán bộ đảng viên làm việc trong cái cơ cấu độc tài và cai trị của Đảng Cộng sản. Do đó thì tại hội nghị này thì ông Lê Mạnh Hùng được xem là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định và yêu cầu tất cả các cán bộ đảng viên là phải làm việc theo đúng tinh thần của định hướng của báo đảng, không được đi ngoài, không được thoái hóa và không được có ý nghĩ bất mãn gì liên quan tới những chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam và đối với lại cái cơ chế cai trị của họ. Đó là một trong những cái thái độ được xem là đang tìm cách bảo vệ cho chế độ một cách tối đa qua mặt trận truyền thông và buộc cán các bộ đảng viên. Tại vì thời gian gần đây, tất cả những cán bộ đảng viên trong cái cơ cấu này, họ không còn tin tất cả những tờ báo của Cộng sản Việt Nam đăng, mà họ lại tin những YouTuber và những cái thông tin trên mạng xã hội nhiều hơn. Điều này đã khiến cho Ban Tuyên giáo phải lật đật ra lệnh tất cả cán bộ đảng viên phải đọc báo đảng và phải tin vào báo đảng và phải làm theo báo đảng. Đó là một trong những lời khẳng định của Lê Mạnh Hùng
nhân vật được xem là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Hưu Sinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả mọi người. Bye bye.